Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi 12 tựa game về ice cream. Tựa game đầu tiên là ice cream 3. Chúng mình khám phá nào. Mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu và đi trực tiếp vào chơi game ngay. Chìa khóa của nhà không cây, sẽ mở cửa chính ra. Mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu này, đi trực tiếp vào tựa game luôn. Sẽ đi giải cứu những người bạn của chúng ta luôn. Ngoài ra sẽ đi chuyển đến metro luôn. Chúng mình cùng di chuyển đến ra xe. Chú ngựa đầu tiên. Ở tựa game này thì chúng ta cần thu thập 4 chú ngựa để hoàn thành tựa game.
Jay, is that you? What happened? How did Rod capture Liz? I'm not afraid of that stupid ice cream maker. How did you not tell me that Rod had my sister? Are we not friends anymore? Looks like you didn't do very well. Next time, be sure to keep me in mind. Remember that I am the bravest of the four. Well, yes. What can I do for you? Yeah, let's go. Mình sẽ di chuyển đến thì mình sẽ thực hiện một nhiệm vụ thứ hai. I'm looking for the chump clubby one. Going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun.
mình đã có được chú ngựa thứ hai rồi. Mình sẽ di chuyển đến càng tên. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes, in the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Congrats.
Đây là chú ngựa cuối cùng của video này. Mình sẽ sang thu thập nốt chú ngựa này. Ngựa này đã bị dính vào cái kẹo bã kẹo cao su người ta nhổ ra rồi, mình phải gỡ ra. Đây mình đã lấy được chú ngựa cuối cùng, chú ngựa màu xanh, chú ngựa cuối cùng của tiểu game. Giải cứu tất cả những người bạn của chúng ta. I'm looking for the chump puppy one. I'm going to find some chump. Is anybody watching? Soon there will be no one left. Xuống lấy chú ngựa màu xanh. Thank you.
ta cùng chờ đợi tựa game Ice Cream 4 nhé. Mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, đó là tựa game Hello Ice Cream Sky and V. Như tựa game ở video lần này thì hầu hết mình đã chơi những video lần trước. Bạn nào muốn xem full game thì có thể được lại cái danh sách video mình đã phát trong kênh của mình. Wow, mình đang bị đuổi theo chuồn gấp. Level cuối của tựa game này, level 10 thì chúng ta xuất phát ở bên mái nhà bên này, ta sẽ sang bên kia để lấy cái đồ vật chúng ta cần. Mình sẽ đợi cho hắn ta đi xuống. À, hắn lại đi lên, mình sẽ đi đằng sau hắn. Kết thúc tựa game này, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, đó là tựa game Ice Cream One. Vừa nãy mình đã chơi phần thứ 3 của tựa game này. Thì đây là phần 1 của tựa game Ice Cream. Phần thứ 3 vừa rồi thì mình giải cứu cả 3 người nhưng mà đều bị bắn kem bắt lại. Đây thì mình sẽ đi thực hiện nhiệm vụ đó là giải cứu những người bạn của chúng ta. Wow, đã nằm trong đây. Thôi thôi. Oh no. Oh, mình đã trốn rồi mà vẫn bị bắt. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo là Ice Cream 2. Mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn biết về tựa game 1 và 2. Sở dĩ mình đã chơi tựa game thứ 3 trước tiên cho các bạn sẽ hình dung. Tựa game đầu tiên là mình giải cứu ba bạn. Tựa game thứ hai thì giải cứu bạn béo. Tựa game thứ ba này thì là giải cứu cô gái này đây. Cô gái này cũng đã bị cái tên bán kem bắt đi. Còn có khi nào phun băng rất là sợ hãi. Mỗi lần phun băng là những người bị dính băng đều bị đóng băng lại. Đây hình ảnh của mình chụp với anh bạn béo ở video trước đó. Ở đây, đây là nhóm bạn. Đây là nhân vật chính của chúng ta và đây là ba nhân vật đã bị bắt cóc. Thì mình sẽ đi giải cứu tiếp tục. Đó, mình chỉ giới thiệu sơ qua về những cái phần game mà mình đã chơi qua cho các bạn cùng xem.
Đây mình sẽ di chuyển đến giọt huyết đầu tiên. Oh my god, chúng ta đã thấy mình chạy như phi thân vậy. Chuồn thôi. Người đi cứu bị đóng băng thì còn cứu ai nữa. Mình sẽ chuyển qua tự nhiên tiếp theo. Mở cửa đã bị bắt luôn rồi. Tựa game đấy là một tựa game rất là khó lường. Mấy lần mình chơi lần trước thì vừa bắt đầu game cái đã bị con boss nó bắt luôn rồi. Mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, đó là Ark Duck Ice Cream Level. Chơi hết ở trong video trong channel của mình. Các bạn nào mà muốn khám phá những tựa game này mà chơi được cuối cùng thì các bạn có thể
tham khảo. Trong video của mình có rất nhiều game. Đây là mình đã giới video này chủ yếu mình làm để mục đích là giới thiệu tất cả hầu như là những cái tựa game nổi bật về chủ đề ice cream. Để giới thiệu qua cho những bạn nào mà chưa biết về những tựa game này, có thể các bạn mà chơi thử xem có thích không. Ba phần cuối của tựa game này mình sẽ chuyển qua tựa game khác. Cái nhà máy bán kem của anh ta sẽ chuyển qua tựa game Ice Cream Sky Rainbow. Trời mùa đông nên tuyết rơi rất là nhiều. Không thể bước qua kia vì đó là cái... Ở đây có một anh bạn của chúng ta đang bị giam giữ này. Mình sẽ đi lấy chiếc chìa khóa ma thuật để mở cái cửa đó giải cứu anh bạn của chúng ta.
ta đang bước đến này. Oh my god. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, đó là tựa game Frosty Cloud. Wow. Nó xuất hiện từ đâu vậy? Oh my god. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Ta đang đưa mình đi đâu đây? Follow Ice Cream Man. Mình đã đi theo rất lâu rồi nhưng mà chưa thấy điểm dừng của ông ta. Cầm thuốc lổ thì phải. Wow. Ok, mình sẽ chuyển qua tựa game cuối cùng của video này, I'm Ice Cream Man. Này mình sẽ hóa thân thành một tên sát thủ hạ thấp, thành viên trong một gia đình.
Mà nhân vật cuối cùng này thì biết di chuyển. Ok, video của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like và subscribe, comment ý kiến của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thank you, goodbye, see you again.